Uống bia không cồn có bị thổi phạt khi lái xe. Một số loại bia không cồn vẫn có nồng độ cồn lên tới 0,5%. Khi uống nhiều, bạn vẫn có nguy cơ bị thổi phạt nếu lái xe. Bia không cồn có vị tương tự bia thông thường. Tuy nhiên, một số loại không như quảng cáo vẫn chứa một lượng cồn nhất định nhưng rất thấp. Theo luật ở một số nước, các loại bia không cồn có thể có nồng độ cồn lên tới 0,5%. Có nhiều phương pháp sản xuất nhưng hầu hết bia không cồn đều được làm bằng cách loại bỏ cồn khỏi bia thông thường. Khi cồn bị loại bỏ, nhà sản xuất phải bổ sung CO2 để tạo bọt cho bia. Họ cũng thêm đường để cải thiện hương vị đồ uống này. Giá trị dinh dưỡng. Bia không cồn và bia thông thường giống nhau về hàm lượng calo, protein và chất béo nhưng khác nhau đáng kể về hàm lượng CRB và cồn. Bảng dưới đây so sánh các chất dinh dưỡng trong 350ml bia thông thường và bia không cồn chỉ có một phần cồn nhưng bia không cồn chứa lượng CRB nhiều gấp đôi bia thông thường do bổ sung đường để cải thiện hương vị nên cả hai cựng calo tương tự. Ngoài ra, chúng đều cung cấp một lượng nhỏ vitamin và khoáng chất, bao gồm phosphor, magie và vitamin B. Uống bia không cồn có bị thổi phạt nồng độ cồn không? Nhiều loại bia không cồn được bán trên thị trường nhưng thực tế, có loại nồng độ cồn bằng không, có loại lên tới 0,5%. Với quy định của Việt Nam và một số nước, người uống bia không cồn vẫn có thể bị thổi phạt khi lái xe. Tuy nhiên, theo tính toán của các chuyên gia, trong 200ml bia 0,5%, lượng cồn nguyên chất là 1ml. Trong khi đó, cơ thể có thể chuyển hóa 10ml cồn trong vòng 1 tiếng. Bởi vậy, nếu bạn không uống nhiều bia không cồn, loại 0,5%, chỉ sau thời gian ngắn, cơ thể đã sạch cồn. Dù vậy, theo lai một nghiên cứu về 45 loại đồ uống được cho không chứa hoặc có hàm lượng cồn thấp cho thấy gần 30% chứa nhiều cồn hơn mức công bố. Nghiên cứu tương tự ghi nhận 6 loại đồ uống được dán nhãn 0% có nồng độ cồn lên tới 1,8%. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống bia không cồn có thể làm tăng nồng độ cồn trong máu ở số ít trường hợp hiếm gặp, cũng như khiến một vài người có kết quả xét nghiệm dương tính với chất chuyển hóa rượu trong nước tiểu hoặc hơi thở. Mức độ an toàn Bia không cồn là lựa chọn thích hợp cho những người muốn giảm hấp thụ cồn. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai và bất cứ ai vừa cai nghiện rượu vẫn nên tránh loại bia này. Ngoài ra, bia không cồn không phải là lựa chọn tốt cho những người muốn giảm cân vì cung cấp lượng calo tương tự như bia thông thường. Tác dụng phụ tiềm ẩn. Vì hầu hết các loại bia không cồn đều chứa một ít cồn nên bạn vẫn có nguy cơ bị ngộ độc nếu uống quá mức. Trong một số ít trường hợp những người bị tổn thương gan do rượu có thể có nồng độ cồn trong máu cao hơn đáng kể sau khi uống bia không cồn. Bia không cồn cũng có khả năng khiến một số người có kết quả dương tính với rượu trong nước tiểu hoặc hơi thở.